Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Video này thì giới thiệu với các bạn một cái lô mai rừng Ninh Thuận hàng mới về. Đầu tiên là mã N19.1 nha các bạn. Bộ cây một cốt, chiều cao là 60, đến ngang cổ đế là 60 ha. Hoành ngang cổ đế là 36, chiều cao 60. Cái này nó lũa xương xương. Vậy anh em có thể chơi tán dù được luôn. Hoặc là chơi tam đa ở trên cũng được. Hồi này giao lưu anh em mình với giá là 700 ngàn bao gồm phí vận chuyển. Hoành 36, chiều cao 60, từ cổ đế lên là 60. Hồi này giao lưu anh em mình với giá là 700 ngàn bao gồm phí vận chuyển nha các bạn. Anh chị em nào yêu thì liên hệ ha. Số điện thoại quen thuộc vẫn là 0867 098 446 nha. Tiếp theo là một cái phôi hàng chĩa dĩa lùng, nhiều đầu chi lắm nha các bạn, rất là nhiều đầu chi luôn. Cây này có hoành ở bên dưới cổ đế của nó là 41, cái rễ dài của nó tầm khoảng 60 ha, dài bộ của nó tầm khoảng 60 phân, chiều cao từ cổ đế lên là tầm khoảng 35. Cây này nó có một cái mặt lũa ở chỗ này. Hồi này giao lưu anh em mình cũng là 700 ngàn bao gồm phí vận chuyển ha. Mai rừng Ninh Thuận ha, anh em nào yêu thì liên hệ nha. Lấy số lượng thì em có bớt cho anh em. Mai rừng Ninh Thuận. Tiếp theo là một cái cây một cốt thoát thân lên tầm khoảng 10 mười mấy phân nha các bạn. Cây này thì nó cao 45 phân, gần 20 phân. Cây rễ cộ thì ổn nè, cây này rễ cộ ổn nha. Lũa nhẹ mặt giữa. Hoành cổ đế là 35, hoành ở trên cụm chi nó là 41. Chiều cao là 45. Phôi này thì cũng giao lưu anh em mình với giá là 700 ngàn bao gồm phí vận chuyển nha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Mai rừng Ninh Thuận ha. Hàng mới về nha. Anh em nào yêu thì liên hệ. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo ha. Chúc các bạn luôn dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.